Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Dựa trên những cơ sở nỗ lực đã thực hiện, Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Với quan niệm kiến trúc hạnh phúc, kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào đã thực hiện những ý tưởng kiến trúc có ý nghĩa cho cộng đồng. Áo dài qua miền di sản với những màn trình diễn mang nhiều cảm xúc mới mẻ, trẻ trung, lôi cuốn công chúng đương đại trở về những nét đẹp và giá trị truyền thống. Năm 2020 đã bắt đầu với những tín hiệu tích cực về triển vọng tăng kim ngạch song phương giữa Việt Nam và Liên bang Nga trên cơ sở những nỗ lực được thực hiện trong giai đoạn trước. Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đã đạt mức cao nhất vào năm 2018 là hơn 6 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đại dịch COVID-19 đã gây nhiều khó khăn và đặt ra những thách thức lớn trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế. Trong 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nga đã giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu cũng đã giảm 6%. Đại dịch COVID-19 bùng phát làm ngưng trệ nhiều hoạt động kinh tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương mại song phương giữa hai nước. Sự lạc quan hiện tại là ở một mức độ nào đó được xác nhận bởi tiến trình tích cực của thương mại song phương vào đầu năm nay. Theo dữ liệu trong quý đầu tiên của năm 2020, tăng trưởng kim ngạch thương mại hai nước lên tới 9%. Tuy nhiên, đại dịch COVID đã buộc chúng ta phải thích nghi với hoàn cảnh. Mới đây, tại cuộc hội thảo quốc tế được tổ chức trực tuyến vào đầu tháng 6 với chủ đề Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga trước những thử thách mới, các chuyên gia kinh tế hai nước cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ngăn chặn thành công đại dịch COVID-19 và đang có ưu thế để đẩy mạnh sự phục hồi các hoạt động kinh tế với Liên bang Nga. Tôi cũng thấy rằng là một cơ hội tuyệt vời để Việt Nam thay thế dần Trung Quốc trở thành nhà xuất khẩu nhiều thị trường đối với Nga, như là thị trường dệt may và thị trường các sản phẩm kỹ thuật điện. Vì tôi cũng có cảm nhận rằng là nước Nga có thể cũng muốn giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc sau đại dịch đối với hàng hóa này. Nga hiện đứng thứ 24 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 123 dự án đã đăng ký, chủ yếu là dầu khí. COVID-19 và cú sốc giá dầu đặt ra nhiều bài toán với các liên doanh dầu khí hai nước. Hiện chúng tôi đang xây dựng các biện pháp tối ưu hóa chi phí cho năm 2020 nhằm quản lý hiệu quả các liên doanh trước cuộc khủng hoảng trên thị trường dầu mỏ. Mục tiêu chính là giảm chi phí, đồng thời vẫn đạt được các chỉ số sản xuất theo kế hoạch trước đó. Giới chuyên gia và doanh nghiệp hai nước nhận định, cùng với xu hướng phát triển không gian kỹ thuật số, thương mại điện tử trở thành vấn đề thiết yếu trong hợp tác kinh tế. Đến thời điểm này, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu được ký kết vào năm 2016, vẫn là đòn bẩy thúc đẩy trao đổi hàng hóa giữa Nga và Việt Nam. Một tin vui dành cho những bạn du học sinh tại Australia hoặc những bạn đang có ý định du học tại xứ sở chuột túi. Australia đang cân nhắc nhiều biện pháp nhằm khôi phục hoạt động của nền kinh tế sau giai đoạn ngủ đông do tác động của đại dịch COVID-19. Trong đó, việc nối lại hoạt động của giáo dục quốc tế đang được ưu tiên bởi đây là một lĩnh vực quan trọng đóng góp cho nền kinh tế 38 tỷ đô Australia mỗi năm. Thủ tướng Australia ông Scott Morrison hôm 14 tháng 6 tuyên bố một số lượng sinh viên quốc tế nhất định sẽ được phép đến Australia từ tháng 7 tới. Đại học Quốc gia Australia và Đại học Canberra dự kiến sẽ là các trường đầu tiên mở cửa đón sinh viên quốc tế trong tháng 7. Các trường đại học ở Sydney, Melbourne và Brisbane cũng đang đàm phán kế hoạch đón sinh viên quốc tế. Thưa quý vị, kiến trúc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Với triết lý kiến trúc hạnh phúc, kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào cùng cộng sự đã có những ý tưởng kiến trúc có ý nghĩa cho cộng đồng. Đó có thể là những cây cầu qua suối thay cho việc đu dây của các em nhỏ, hay những ngôi trường khang trang thay cho những lớp học tạm bợ nhiều năm qua của học sinh vùng cao. Điểm trường Bản Triềng Ban, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, Sơn La, cách Hà Nội hơn 200 cây số. Hình ảnh về ngôi trường khiến không ít những khách phương xa từ đoàn thiện nguyện rớt nước mắt. Học sinh phải học ở nhà kho, nhà tạm. Rất là rột nát, lụp sụp. Mà nhìn thấy các em thực sự là ngồi trong cái môi trường học như thế thì mình cảm thấy là có một cái gì đó thôi thúc và chắc chắn là phải làm. Chị Giang cùng đoàn thiện nguyện Gieo Tin Yêu đã kêu gọi quỹ cộng đồng. Họ trở thành những người gom tơ,
Còn những kiến trúc sư như anh Sơn, họ trở thành những người dệt nên những ngôi trường mới. Từ bản vẽ đến lúc công trình hoàn thiện mất khoảng 2 tháng. Công trình cộng đồng đặc biệt này phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe do chính những kiến trúc sư đặt ra. Như các bạn thấy là tất cả các cửa như thế này là nó cũng không bằng nhau. Đấy, tất cả các diện mái là nó cũng khác nhau. Thì nó tạo ra một cái sức hút về thị giác khá là lớn. Ngoài ra thì những cái mảng tường thì mình sử dụng hệ màu tươi trẻ, nó phù hợp với cả lứa tuổi mầm non. Đây chỉ là một trong số rất nhiều những đóa hoa giữa rừng được dệt nên bởi những kiến trúc sư có ý tưởng kiến trúc về cộng đồng. Ví dụ như là cái nhà cộng đồng của Nậm Đâm này thì nó được áp dụng một cái kỹ thuật đặc thù của địa phương, tức là trình tường đất và các cái vật liệu mà cũng lấy tại chỗ và sử dụng nhân công địa phương để mà tham gia vào quá trình xây dựng. Hiện nay đây là một trong những cái làng homestay du lịch trải nghiệm rất là nổi tiếng. Những cái vùng nghèo, những vùng cộng đồng thiểu số đấy thì họ lại nắm giữ cái trữ lượng văn hóa rất lớn, đóng góp vào sự đa dạng của văn hóa Việt Nam. Khi có ông kiến trúc sư sáng tác vì con người và vì sự đa dạng văn hóa thì ông sẽ làm ra những công trình tiếp biến được cái bản sắc văn hóa đấy, hiện đại hóa cái bản sắc đấy. Từ đấy tất yếu người sử dụng người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc bởi vì công trình đấy là của họ. Nó vừa quen vừa lạ nhưng mà nó lại tiết kiệm năng lượng, nó lại hiện đại hóa. Tại một xã nghèo vùng biên giới thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang, đa phần trẻ em sống cùng ông bà do cha mẹ phải đi làm xa xứ. Nhiều trẻ em phải bỏ học giữa trường vì không có người đưa đón. Tuy nhiên đó là câu chuyện của 13 năm trước, bởi vì kể từ đó đến nay đã có anh Nguyễn Văn Hội, một tình nguyện viên ngày ngày đưa đón các bé như con ruột của mình. Ban đầu anh sử dụng xe máy cà tàng, nhưng do nhu cầu đưa đón ngày càng tăng, anh đã gom tiền dành dụm của mình cùng với đóng góp của phụ huynh chuyển sang xe ba gác cải tiến. Chúng ta hãy cùng phóng viên Lan Anh gặp gỡ người đàn ông với những chuyến xe đầy ắp nghĩa tình này. Đây chính là con đường đi vào nhà của 4 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Bà ơi, con đường từ nhà mình cho tới trường thì có xa lắm không ạ? Không xa, xa cũng không xa gì không, mà cũng không gần gì không. Yeah. Nhưng qua cái con sông có cái cầu bự. Yeah. Như tôi già rồi không có đưa rước nổi. Yeah. Không biết chạy xe luôn hả bà? Không biết chạy xe, nhờ chú Hậu đó chú đưa chú rước giùm, cũng mang ơn chú dữ lắm. Sợ mấy bé qua cầu rồi té rồi ha. Sợ. Thương quá trời thương rồi. Rồi mới thấy nó đi học, mới lên nó xuống rồi mới đưa luôn đi học. Rồi bây giờ càng thương nữa. Mình phải lo cho nó, khi nó không có tiền học phải cho tiền nó hoặc là mua đồ ăn cho nó. Vào mỗi sáng sớm thì anh lại đi ra đây trích khoảng 100 đến 200 ngàn đồng tiền túi của mình để đổ xăng. Hôm nào có thì trả tiền, nhiều khi thì phụ huynh cũng ủng hộ. Ngày nào không có thì anh đổ thiếu chịu. Và đến ngày thứ bảy chủ nhật hàng tuần khi mà rảnh rỗi thì anh đi làm thuê để trả dần, đúng không anh nội? Dạ. Trên một chuyến xe như thế này thì có thể chở từ 12 đến 15 bé. Cho nên để đưa gần 200 em đến trường thì chú Hội phải đảo tới đảo lui hơn một chục chuyến, mà phải tranh thủ làm sao trước 7 giờ thì các em mới không bị trễ học. Bé nào, con của ai, nhà ở đâu, ngày học mấy tiết thì chú Hội nhớ như in để mà đưa đón các bé cho đúng giờ. Lớn ngồi ngoài ngang, nhỏ ngồi trong ngang. Đồ đạc cẩn thận, đừng gớt đồ anh con. Rồi, ngồi vịn cho chắc. Rồi, vịn nó chắc anh con. Hơn 10 năm đưa đón các bé vậy thì bây giờ có những bé chắc là đã bước vào đại học rồi ha? Dạ, có một số đứa vào đại học và cao đẳng. Dạ. Có gặp lại không ha anh? Dạ, có gặp lại mà mừng lắm, vui lắm. Rồi, mình lên đường tiếp thôi. Rồi. Rồi, các em cẩn thận nha. Ở đây thì không chỉ có học sinh mà cả phụ huynh và giáo viên đều rất là quý mến anh Hội. Nhờ có những chuyến xe của anh Hội mà tỷ lệ học sinh có hoàn cảnh khó khăn bỏ học ở trường tiểu học A Phú Hội đã giảm xuống đáng kể. Hơn 10 năm ăn cơm nhà giác tu già hàng tổng, anh không mong muốn là các em sẽ trả ơn. Chỉ nghĩ một điều đơn giản, sự tử tế này đó chính là món quà vô giá mà những người dân nghèo ở vùng biên giới có thể dành cho nhau. Sau những ngày bị đình trệ bởi dịch bệnh, thì thời điểm này nhiều nghệ sĩ bắt đầu khởi động lại các kế hoạch của mình. Trong số đó, Hứa Hẹn Nhi, cô hoa hậu xinh đẹp và tài năng lại lựa chọn bận rộn với những dự án xã hội, nơi cô mong muốn đem lại những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Quý vị hãy cùng chúng tôi gặp gỡ cô hoa hậu giản dị nhưng tràn đầy tình yêu thương này. Lọt top 50 gương mặt đẹp nhất thập kỷ hoa hậu hoàn vũ thế giới, đó là danh hiệu mới nhất mà hoa hậu Hứa Hẹn Nhi đạt được cho năm 2020. Thế nhưng, ở một góc độ khác, cô hoa hậu người ED lại trở nên bận rộn với rất nhiều dự án cộng đồng. Bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường,
và đặc biệt là bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em. Từ cái lúc mà em thi Hậu Hoàn Vũ, nó là một cái sự cam kết của em hay sao ấy? Em có một cái may mắn là đồng hành rất nhiều dự án về trẻ em và phụ nữ, thì mình có một cái gọi là đồng cảm, mình có một sự thấu hiểu, thì mọi người có một sự tin tưởng để mình đồng hành với các dự án lớn như vậy. Trong năm 2020, Hường Henie tham gia vào dự án tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống mua bán người do Đại sứ quán Anh khởi xướng, với ý nghĩa truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Dự án công bố đường dây nóng 111 hỗ trợ nạn nhân mua bán người. Là một người con dân tộc thiểu số, nơi mà rất nhiều người, đặc biệt là trẻ em gái là đối tượng của nạn buôn người, tôi cảm nhận được tầm quan trọng của vấn đề này. Tôi mong muốn người dân hiểu và tự trang bị cho bản thân và người thân kiến thức để không bị rơi vào bẫy của tội phạm mua bán người. Và Trái Tim Xanh, chiến dịch của UNICEF kêu gọi công chúng lên tiếng và tố cáo bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, cung cấp kiến thức, nâng cao kỹ năng cho các đối tượng yếu thế, đồng thời đảm bảo môi trường sống an toàn cho trẻ em. Cùng với đó, năm 2020, Hường Henie còn tham gia vào các dự án phim điện ảnh với những vai diễn đặc biệt và nhiều trải nghiệm mới. Một cuộc sống bận rộn nhưng nhiều màu sắc và ý nghĩa là con đường đi mà cô hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 lựa chọn cho riêng mình. Tác phẩm Bình Minh của nhiếp ảnh gia Bùi Quốc Kỳ chụp tại Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận vừa lọt vào top 50 bức ảnh đẹp nhất do Agora tổ chức. Việc lựa chọn góc chụp và căn thời gian chính xác đã giúp tác giả bắt chọn khoảnh khắc mặt trời như đang nhô lên từ đồi cát Nam Cương nổi tiếng. Hình ảnh những người nông dân bắt đầu ngày mới trong khung hình càng làm bức ảnh thêm sống động. Với chủ đề vẻ đẹp, cuộc thi lần này nhận về gần 19.000 bức ảnh từ nhiều quốc gia. Agora là một ứng dụng di động khá phổ biến trên thế giới. Cuộc thi ảnh do Agora tổ chức cũng là một trong những cuộc thi được đánh giá cao về chất lượng. Thưa quý vị, tối ngày 14 tháng 6, chương trình lễ hội áo dài Hội An Danh thắng Việt Nam đã diễn ra tại Công viên Ấn tượng Hội An, tỉnh Quảng Nam. Dựa trên ý tưởng và cảm hứng về những di sản thế giới tại Việt Nam được UNESCO công nhận và vinh danh, 18 nhà thiết kế trong nước đã cho ra mắt các bộ sưu tập độc đáo, mang sức sống mới cho áo dài truyền thống. Lần lượt qua các miền di sản, Vịnh Hạ Long, quần thể di tích Cố Đô Huế, khu đền tháp Mỹ Sơn, một bữa tiệc của âm thanh, ánh sáng mãn nhãn. Tà áo dài hiện lên, đại diện cho văn hóa mỗi một vùng đất, chinh phục khán giả, nhất là giới trẻ. Rất là xuất sắc, là đẹp, nó rất là nhiều cái cung bậc, nhiều cái đa dạng về cái thiết kế và lẫn phong cách. Không chỉ là người Đà Nẵng, người Việt Nam, người Hội An, người Huế vào, mà người trên cả nước đều mong muốn để xem, để có thể có thêm nhiều chương trình hơn nữa. Đó còn là di sản văn hóa phi vật thể, gắn bó với đời sống tinh thần người Việt, với ý tưởng về tín ngưỡng thờ cúng hùng vương, bài tròi, ví dặm, đờn ca tài tử. Áo dài khoác lên mình màu sắc tươi mới hơn, sống động hơn nhờ kết hợp trình diễn cùng vũ đạo, bổ trợ nhau trở thành một sản phẩm sáng tạo có sức hút. Mong muốn được rằng là cái tà áo dài của mình không chỉ đẹp mà nó sẽ có những cái giá trị nhất định trong lòng những người yêu thời trang của Việt Nam. Tự hào, thậm chí là rất kiêu hãnh về vẻ đẹp của những danh thắng đã được công nhận, và những tà áo dài thực sự cái vẻ đẹp gần như là bất biến đối với thời gian, thì sự kết hợp này nó sẽ tạo ra được những cái hình ảnh mới và nó mở ra một cái trang mới. Chương trình quy tụ hàng trăm người mẫu, diễn viên lần đầu tiên sáng đèn trên sân khấu thực cảnh có quy mô lớn nhất Việt Nam, được kỳ vọng góp phần lan tỏa hình ảnh áo dài bằng chính những câu chuyện của di sản thiên nhiên và văn hóa Việt. Lễ hội áo dài Hội An mang đến những cảm xúc mới mẻ, trẻ trung, nỗ lực sáng tạo đã lôi cuốn công chúng đương đại trở về với những nét đẹp và giá trị truyền thống. Những hình ảnh về lễ hội áo dài Hội An vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại trên website vtv4.vtv.vn hoặc trên ứng dụng VTV Go. Xin chào và hẹn gặp lại!